Tinh thần biến phần 8 tập 22, thân thế của hầu phí. Đương nhiên điều này chỉ chứng minh là ta không sợ thiên tôn cao thủ, tịnh không có nghĩa là ta địch nổi thiên tôn, dù sao thiên tôn cũng không có đứng ở đó cho ta phá. Bất quả ta đoán lực phòng ngự của định Nguyên Châu Hàn là rất phi thường. Sa hầu viên cuối cùng cũng nói một câu khiếm tốn. Thiên tôn linh bảo, thiên tôn linh bảo. Dịch phong thần vương cảm thán hai tiếng, gật đầu cười nói. Xa hầu huynh, bây giờ ta đối với huynh quả thật bội phục, điều đó không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đến đây ta kính huynh một chén, dịch phong thần vương tươi cười nâng chén. Có được thiên tôn linh bảo, cũng không thể nói là có thể đấu với thiên tôn. Vũ khí dù tốt cũng cần xem thực lực của người sử dụng, tỉ như tần vũ, mặc dù có được tàn tuyết thần thương, nhưng nếu như quả đối diện đấu với thiên tôn, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tiệc rượu vừa tan, xa hầu viên nghe lời khuyên bảo của Tần Vũ liền ở lại tử huyền phủ. Dù sao trong tử huyền phủ cũng có A Phúc quen thuộc, cũng có lão hữu của hắn là dịch phong thần vương. Hơn nữa trong lưu thủy viên còn có không ít thánh hoàng, thần vương môn mà hắn quen biết. Đại khái sau một năm xa hầu viên ở lại tử huyền phủ. Tử huyền phủ liền xảy ra đại sự. Không biết như thế nào, hầu phí bỗng nhiên lại kết hôn, lần đầu là hầu phí kết hôn với tử hà, lúc này lại là cùng với Hồng Vân, hầu phí quấn quýt với Hồng Vân. Tần Vũ tuy biết nhưng không có nhúng tay, một đôi oan ra đầu với nhau nhiều năm cuối cùng cũng đã hòa hợp cùng một chỗ. Nhắc đến Tần Vũ, Hắc Vũ và Hầu Phí, trong ba huynh đệ này chỉ có Hầu Phí là có hai người thế tử. Ngày đại sự hôm ấy thật là huyên náo, tạm thời không nói đến, chỉ là có một vấn đề rất lạ thường ngay sau đó xảy ra. Tử Hà cùng Hầu Phí đã là phu thê bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn chưa hoài thai, thật không thể nghĩ Hồng Vân vừa mới kết hôn với Hầu Phí đã mang thai. Không phải chỉ có Hồng Vân mang thai, mà là cả Tử Hà cũng có tin vui, việc này thực sự đặc biệt khác thường, Hắc Vũ cười nói. Giờ phút này, Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí ba huynh đệ đang uống rượu đàm luận. Phí phí, người thật sự lợi hại đó, Tần Vũ miệng cười dơ ngón tay cái lên. Hầu Phí không một chút đỏ mặt ngược lại còn lấy làm đắc ý cười. Bình thường thôi, đại ca đã có hai hải tử, ta có hai thế tử cũng không nên tính toán gì, trong khi tạp mau điểu ngay cả tôn tử tôn nữ đều có được rồi, đại ca, tạp mau điểu. Hai hài nhi của ta phỏng trừng ra đời cũng được 8-9 tháng rồi, các người nói một chút xem ta nên đặt tên gì cho hai nhi từ đây. Tên, để ta nghĩ đã, học Vũ bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức. Tần Vũ lúc này đột nhiên nhíu mày, bởi vì Tần Vũ bất ngờ cảm giác được Lan Thúc từ trong Tân Vũ trụ đi ra, sau khi ra ngoài, Lan Thúc cũng không có ý hồi tử huyền phủ mà lại đi đến địa phương khác. Lan Thúc mới thu được vạn dân ấn cũng không lâu, đáng lẽ phải đang bế quan thật tốt để lĩnh hội mới đúng chứ, như thế nào lại ly khai Tân Vũ trụ sớm như vậy, Tần Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Tất cả mọi việc xảy ra trong Tân Vũ trụ, mọi biến động phát sinh đều nằm trong tầm nhận thức của tần vũ lan thúc vừa ly khai tần vũ tự nhiên biết được ân ta nghĩ ra rồi nam thì gọi là hầu ngân nữ thì gọi là hầu âm thành âm hắc vũ vang lên tần vũ cũng không nghĩ lâu coi đến chuyện của lan thúc lan thúc muốn làm gì tự nhiên có quyền tự do của người tần vũ sẽ không quá quan tâm hắc vũ nói thật đi cái tên đó ngươi đưa ra thật sự là rất thủ tục Tần Vũ tươi cười bắt đầu gia nhập với hai đệ đệ mình thảo luận đặt tên hai nhi tử tương lai. Bắc cực phiêu tuyết thành. Giữa băng tuyết trắng xóa, một tòa hắc thành đang đắm chìm trong màn tuyết vô tận thật sự ẩn chứa một vẻ đẹp lãng mạn, cả phiêu tuyết thành thiên thần môn vẫn y nguyên như trong quá khứ. Liên tục trải qua vài lần thần vương đại chiến, đối với thiên thần tầm ảnh hưởng không được quan tâm lắm. Phiêu tuyết thành hoàng cung ở giữa là thánh hoàng điện, lúc này thê tử của bắc cực thánh hoàng khương phạm thuần vu nhu sau một hồi đứng bên ngoài thư phòng suy nghĩ đắn đo mới nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa ngay giữa thư phòng chính là phu quân của nàng khương phạm Ước chừng khoảng 4 năm về trước sau khi khương phạm trở lại phiêu tuyết thành thì chỉ một mình đứng giữa thư phòng bình thường cơ hồ không thể nào nói chuyện ngay cả nhi nữ của mình cũng không thể gặp cả phiêu tuyết thành cũng chỉ có thuần vu nhu mới có thể đến gần khương phạm cùng nói mấy câu tiếng cửa gỗ mở ra Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào thư phòng, nhưng bên trong thư phòng phảng phất như là dương quang cấm địa, cả thư phòng bao phủ một tầng áp lực âm hàn. Thân ảnh phương Phạm cũng ẩn hiện ở giữa, thuần vu nhu nhẹ nhàng thở phào trong lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, trực tiếp bước vào thư phòng. Nàng vừa mới tiến vào cánh cửa liền trực tiếp đóng lại. Phù quân, chàng không cần phải tự oán trách bản thân mỗi ngày như vậy, kỳ thật, so với phiêu tuyết thành thì địa phương của nó cũng không thua kém nghe nói thành trì của nó rất đông các thần vương qua lại mà thành của chúng ta ngay cả một thần vương cũng không có phiêu tuyết thành của chúng ta thật sự cũng rất tốt thuần vu nhu mỉm cười nói trầm mặc một hồi nghe thê tử nói khương phạm không khỏi mỉm cười phu nhân nàng chỉ cố làm cho ta cảm thấy thoải mái nàng nói đúng phiêu tuyết thành có thể cùng thành trì hắn so sánh đã là rất may mắn ta như là thằng trột làm vua sứ mù khương phạm tự dự nói thuần vu nhu trong lòng mừng thầm Trải qua mấy ngày này nàng không ngừng cùng Khương Phạm nói chuyện phiếm và đùa dẫn, Khương Phạm hôm nay đã không còn như lúc mới trở về, khuôn mặt trầm tư tự nhốt mình. Phu nhân, Khương Phạm ngẩng đầu nhìn về phía thuần vu nhu. Nàng nghĩ xem, năm đó có phải ta đã sai lầm, phu quân của Lập Nhi, ta lựa chọn Chu Hiền có phải là sai rồi. Khương Phạm tâm tư đã không đủ kiên định phù quân đều đã quyết định rồi, có hối hận cũng là vô dụng, vì sao còn cố sống trong sự thống khổ đó nữa, dù sao giờ chàng cùng bắc cực thánh hoàng không có gì tổn hại, thuần vu nhu an ủi nói. Khương Phạm gật đầu. Ai, chỉ là đáy lòng ta luôn có một chút không cam tâm. Khương Phạm nghĩ đến lúc trước xem vạn dân ấn như đã là vật trong tay, cuối cùng bị tần vũ đoạt được, trong lòng không khỏi có một trận đau nhức. Địa vị thiên tôn, mộng suy nghĩ vậy nhiều, vì để trở thành thiên tôn khương phạm đã nguyện ý bỏ đi rất nhiều thậm chí không tiếc cùng thân huynh đệ trở mặt không tiếc phá vỡ tình phụ tử với nữ tử chính là vì thiên tôn đúng là nỗ lực rất nhiều chờ mong cũng rất nhiều khi thất bại đích thực vô cùng đau đớn trước vốn tưởng nhờ lôi phạt thiên tôn ra tay tuyệt đối không có gì phát sinh ta đã quá tự mãn thật chẳng biết tần vũ cuối cùng lại ra tay ai đúng là chờ mong càng nhiều thất bại càng thê thảm Luôn nghĩ về sự tình này, Khương Phạm cảm thấy tâm tư không khỏi đau đớn. Thật sự rất đau. Phù quân, thiên tôn không có thành, nhưng Tần Vũ đối với chàng vẫn nhớ tới một phần tình, từ nay về sau chỉ cần không có chọc hắn, hắn cũng không có đến gây chuyện với chúng ta. Thuần Vũ Nhu An ủi nói. Khương Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường đường bắc cực thành hoàng, địa vị há không cao sao, không có nghĩ tới cảnh tượng bây giờ, phải cùng Tần Vũ nhẫn nhịn mới có cơ hội còn sống phu nhân, năm đó ta xuất hiện tại thần giới, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhanh hơn so với nhị đệ Khương Lan, vì vậy đạt được danh hiệu Bắc Cực Thánh Hoàng. Đúng vậy, Bắc Cực Thánh Hoàng ta đã làm chừng một ước hai ngàn vạn ước năm, Khương Phạm tự diễu cười, phu nhân, nàng có biết nhiều năm như vậy, đáy lòng ta, ở chỗ sâu nhất nghĩ tới cái gì không? Là gì vậy? Thuần vu nhu nhíu mày. Căn cứ như nàng biết được, Phu quân nàng điều muốn nhất chính là trở thành thiên tôn, điều này nàng hiểu rõ nhất, chẳng hiểu vì sao Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm lại hỏi như vậy. Nàng nên biết điều này, không phải ta muốn trở thành thiên tôn, mà trên thực tế, tại đáy lòng ta, ở chỗ sâu nhất, rất muốn biết, chính xác thân phụ mẫu ta là ai, rốt cuộc sao ta đến nơi này, Khương Phạm lắc đầu thở dài một tiếng. Thuần vu nhu kinh ngạc nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi. Một ước hai ngàn vạn ước năm trước, thần giới hình thành ta cùng nhị đệ còn có tam đệ đều xuất hiện tại thần giới chỉ là khi đó chúng ta bị mất đi một đoạn trí nhớ chúng ta chỉ biết chúng ta là thân huynh đệ cả hắn đều không biết một ước hai ngàn ước năm ta luôn nghĩ thân phụ mẫu thân ta là ai ta rốt cuộc như thế nào xuất hiện không nhẽ là thiên địa sinh ra ta lúc đó luôn nghĩ làm thế nào mới có thể biết được thân thế đây sau này ta nghĩ phải trở thành thiên tôn, thiên tôn so với thần vương cường đại, nên chắc cũng biết được nhiều hơn, phòng trừng trở thành thiên tôn là ta có thể biết, biệt bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cục đến từ nơi nào. Khương Phạm tự diệu cười, thuần vu nhu cũng nghi hoặc, bát đại thần tộc đời thứ nhất, ngoại trừ lôi phạt thành có một trường bối thân phận cao là lôi phạt thiên tôn, còn lại các thần tộc, đời thứ nhất đều như nhau, không biết vì sao xuất hiện. Khương Phạm, Khương Lan, Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương, Thân Đồ Diêm, Thân Đồ Âm, một nhóm bát đại thần tộc đời thứ nhất, những người này phụ thân, mẫu thân rốt cuộc là ai? Không lẽ bọn họ vô thanh xuất hiện hoặc là do thiên địa sinh ra? Vấn đề này, đích xác, tại thần giới là một mê đề, không ai biết bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cuộc như thế nào xuất hiện, vấn đề này đích xác không thể tham cứu, không thể truy tìm. Phu quân, chàng không phải cùng lôi phạt thiên tôn trao đổi qua, chẳng nhẽ chàng không thể trực tiếp hỏi y, thuần vu nhu nghi hoặc dò hỏi khương phạm cười nhạt nói hừ lôi phạt thiền tôn hắn như thế nào có thể nói cho ta biết sự việc ta đã từng hỏi hắn chính vì vậy mà hắn giáo huấn ta một phen cũng ra lệnh cho ta từ nay về sau không được hỏi lại vấn đề này ta có cảm giác hắn đích xác biết về thân thế của chúng ta vì vậy hắn không có nói ra cho nên ta phi thường muốn trở thành thiên tôn thuần vu nhu nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên người tới nơi này làm gì Khương Phạm nhíu mày. Trong thư phòng đột ngột xuất hiện một người, người đến mặc quần áo màu lam trường bào, đích xác là Khương Lan. Khương Lan nhìn Khương Phạm, ánh mắt bình tĩnh. Đại ca. Khương Phạm ngẩn ra. Người, người gọi ta là đại ca, Khương Phạm thật sự kinh ngạc. Từ sau khi hắn lựa chọn Chu Hiền làm vị hôn phu của Lập Nhi đến bây giờ, Khương Lan này xem như với hắn đoạn tuyệt, sự tình trước mặt gọi hắn đại ca cơ hồ là không có khả năng xảy ra giờ phút này, thuần vu nhu bên cạnh từ đáy lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Khương Lan cười nhạt nhìn Khương Phạm. Đại ca, dù sao chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai chúng ta phải đến 10 vạn vạn năm mới làm được huynh đệ ở nơi này, mặc dù ta đối ngươi có chút oán hận. Chính là cho tới bây giờ tiểu vũ đi theo lập nhi cùng một chỗ, ta nghĩ, chúng ta cũng không cần tiếp tục đối lập như vậy nữa, tiểu vũ và lập nhi đi theo các ngươi, bọn họ cũng không muốn tiếp tục rằng coi như vậy khương phạm trên mặt không khỏi bao trùm một tầng ý nghĩ lạnh nhạt hừ mục đích ngươi tới là khuyên bảo ta phải không khương phạm lạnh lùng cười nhị đệ ta lúc đó đã nói rồi ta không cách nào thu hồi lại thân phận lúc đang làm điều đó có nhiều thần vương hiện diện ta công khai tuyên bố chu hiển là thân phận con rể của ta vô luận như thế nào ta bây giờ không cách nào đối diện với tần vũ nên ngươi không cần nói về điều này nữa tại sao ngươi trở nên ngang ngược như vậy Khương Lan có chút nổi giận, Khương Phạm nhướng mày, bản thân mình nhìn vào địa vị của nhị đệ Khương Lan. Khương Lan nhìn chằm chằm Khương Phạm. Đại ca, liên tục mấy năm nay, Lập Nhi có gia đình không thể về, không thể để nó đi theo với thân phận tỷ muội, mà là đi theo với thân phận ca ca đệ đệ, với thân phận ấy. Nó đã gặp mặt thân thích bằng hữu, người có biết đáy lòng của Lập Nhi có rất nhiều khó chịu chăng, chuyện con gái của ngươi cũng khó khăn, ngay cả thể diện của ngươi cũng không cản được. Khương Phạm ngẩn ra, nói không ra lời. Khương Lan nhăn nhăn mày, phiên ngang trong tay vô thanh vô thức xuất hiện hai phủ ấn, một cái ấn màu xám, còn một cái ấn màu vàng. Đây là, Khương Phạm con mắt liền sáng lên. Đây là hậu thủ ấn với vạn dân ấn, ta biết ngươi đặc biệt muốn có được chúng, ta bây giờ có thể tặng cho ngươi, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể cùng với bọn lập nhi có chút hảo cảm, giữa chúng ta không cần phải thủ địch nữa. Khương Lan vung tay, hậu thủ ấn, vạn dân ấn trong tay liền bay tới tay Khương Phạm. Khương Phạm sững sờ nhìn sự việc này, thuần vu nhu bên cạnh cũng chấn kinh, hậu thủ ấn. Vạn dân ấn chân quý ra sao, Khương Phạm như thế nào không rõ ràng, lúc trước vì lượng ấn này mà đã chết không ít thần vương. Thế nhưng bây giờ Khương Lan thật sự đem lượng ấn này đưa đến trước mặt bọn họ. Nhị đệ, ngươi, Khương Phạm nói không ra lời. Có được những thứ này rồi, người tâm nguyện thỏa mãn chứ, hy vọng ngươi không còn thù địch với Lập Nhi, tiểu vũ bọn họ nữa, Khương Lan nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi, nhìn Khương Lan. Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước là ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi cứu tà Thu Mi, chẳng lẽ ngươi không oán hận ta sao, từ bỏ cả hy vọng trở thành thiên tôn mà đưa cho ta sao? Khương Lan chuyển giao hậu thổ ấn, vạn dân ấn, đối với Khương Phạm thật là một chấn động lớn. Oán hận, đương nhiên là có, Khương Lan lạnh nhạt cười. Chỉ là đại ca, ngươi phải hiểu được rằng, Người chết cũng đã chết rồi, để cho những người còn sống được vui sướng mới là điều quan trọng nhất. Ta chỉ là hy vọng lập nhi bọn họ sống thêm vui vẻ, sùng sướng một chút thôi, một trường bối như ta sẽ vì vậy mà cao hứng lắm. Khương Phạm sắc mặt biến ảo. Phu nhân, ngày mai nàng cùng nghiên nhi, tuấn nhi một đám người bọn họ đi mê vụ thành, thay ta trông coi bọn lập nhi, Khương Phạm đột ngột hướng thuần vui nhu bên cạnh nói. Vâng, phu quân từ trong tận đáy lòng của thuần vui nhu vào lúc này rất vui mừng thuần vui nhu rất quan tâm đến con gái của mình trên thực tế nàng vẫn canh cánh trong lòng hôm nay có thể giải quyết xong thì tất nhiên là nàng cao hứng vô cùng lại thêm chuyện khương phạm có được hậu thổ ấn và vạn dân ấn nên nàng cũng cao hứng thay cho khương phạm ngày mai sao nhanh vậy khương lan hơi ngạc nhiên hỏi khương phạm lúc này đối mặt với khương lan trong lòng có chút xấu hổ nói không nhanh không nhanh đâu Tẩu tẩu của ngươi cũng vẫn thường nhớ đến Lập Nhi, chỉ vì vẫn còn lo lắng cho ta nên mới chưa đi gặp Lập Nhi, bản thân ta lại đã từng đà thương Lập Nhi. Ta trong lòng đối với phu phụ Tần Vũ hai người bọn họ có chút hổ thẹn, tạm thời không có mặt mũi đi gặp bọn chúng, vì vậy ta không nên đi là hơn. Có tẩu tẩu của ngươi và đám nhiên nhi đi là đủ rồi. Khương Lan chỉ gật nhẹ, nghĩ đến Khương Lập, trong lòng Khương Lan liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cùng ngày hôm đó, Khương Lan quay trở lại từ huyền phủ. Sau khi trở lại, y đến trò chuyện cả nửa ngày với Sa Hầu Viên rất cao hứng, đầu đề cũng không ra khỏi những kiến thức cũ. Ngày thứ hai, Tân Vũ cùng với đám người hầu phí, Hắc Vũ, Lập Nhi, Tử Hà, Hồng Vân, Bạch Linh ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đang nói tới lúc cao hứng thì chợt thấy một thiên thần tí nữ chạy tới. Chủ nhân, bên ngoài có một đám người, họ nói là đến từ phiêu tuyết thành thiên thần tỷ nữ vừa thừa xong, liền khiến cho bọn người Tần Vũ đều im lặng hẳn đi. Phiêu tuyết thành, Tần Vũ nhớ mày hỏi. Hầu phí, Hắc Vũ và chúng nhân cũng đều kinh nghi đứng cả lên. Lập Nhi chính là người đứng lên đầu tiên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và kích động vô cùng, kêu lên. Là người của phiêu tuyết thành, vụ ca, thật là hay. Khương Lập cũng hưng phấn đứng bật lên, rồi lôi Tần Vũ chạy thẳng ra cổng chính của Tử Huyền phủ, Khương Lập trong lòng tràn ngập sự hưng phấn, kéo Tần Vũ chạy mau ra trước tiền viện của Tử Huyền phủ. Khương Nghiên, còn có vị kia là thuần vui nhu. Tần Vũ phát ra không gian lực, rồi dừng lại trước đám người của Phiêu Tuyết Thành quan sát một lúc, hầu như những người này đều là người của Khương gia, đối với Khương Lập có tình cảm rất sâu đậm. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu có sự nghi hoặc trong mấy năm gần đây tiếp xúc với Khương Phạm, Tần Vũ cũng biết được Y vốn không phải là loại người dễ dàng khâm phục kẻ khác, hơn nữa, chính mình và Y cũng có xích mích không nhỏ. Khương Phạm kia thân là Thánh Hoàng, tất nhiên là rất xem trọng thể diện, theo lý mà nói, Y hẳn sẽ không để cho người của phiêu tuyết thành đến đây mới phải, tại sao vậy nhỉ? Tần Vũ đang nghĩ thầm trong đầu như vậy thì Khương Lập đang ở bên cạnh cũng lập tức hô lên. Vụ ca, mau tới đây, không cần phải đứng một bên mà lo lắng như vậy, huynh có nhận ra mẫu thân của ta chăng tần vũ nghe hỏi liền thoát khỏi dòng suy nghĩ chỉ mỉm cười hành lễ xin ra mắt nhạc mẫu đại nhân rồi trong lòng lại nghĩ bất kể khương phạm đang suy tính điều gì dù sao thì hắn cũng đang làm chuyện tốt đây thì ra khương lập vốn vẫn nặng tình với thân nhân của nàng tần vũ trước đây cũng có chút áy náy nhưng hôm nay có thể xem là nhẹ nhõm thư thái đi rồi tần vũ người vẫn tốt chứ thuần vu nhu vừa nhìn thấy tần vũ liền gật đầu chào lúc đầu nàng dùng trăm phương ngàn kế để giúp cho chu hiển trở thành con rể của mình nhưng cuối cùng thế nào tất cả tứ đại thần vương của lôi phạt thành kể cả người sau này trở thành thần vương là chu hiển rốt cuộc đều theo nhau chết dần ngày hôm nay quả là thiên hạ của đám thiếu niên hậu bối lại còn có thể trở thành thánh hoàng của lôi phạt thành nữa chứ Ngày trước, khi còn ở trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, nàng có thể tùy tiện bình phẩm Tần Vũ lúc nào cũng được, nhưng hôm nay, luận về địa vị thì Tần Vũ đã vượt qua cả Bát Đại Thánh Hoàng mà trở thành thần giới đệ nhất nhân, giờ đây, có lẽ chỉ có Tam Đại Thiên Tôn cao cao tại thượng kia mới có đủ tài để áp chế Tần Vũ mà thôi. Tần Vũ đại ca, những người này đa số huynh đều biết cả, người này là ca ca của ta và Lập Nhi tỷ tỷ, Xương Tuấn, vị này cũng là ca ca của ta và Lập Nhi tỷ tỷ, tên là khương nhiên lúc này rất tích cực không ngừng giới thiệu chúng nhân với tần vũ tần vũ đối với những người này phần lớn đều biết cả vì dù sao chàng cũng đã từng ở phiêu tuyết thành một thời gian dài mà cho dù có không biết ai thì cũng đã từng nghe khương lập nhắc tới hôm nay được khương nhiên lần lượt giới thiệu mọi người thì chàng cũng lập tức nhận ra sự có mặt của đám người phiêu tuyết thành khiến cho toàn thể tử huyền phủ náo nhiệt hẳn lên và người cao hứng nhất đương nhiên là khương lập nhưng trong lòng tần vũ lại có điều nghi hoặc khó giải thích được tần vũ một mình đi tới chỗ nghỉ ngơi của khương lan ngày hôm qua khương lan hàn huyên một lúc lâu với xa hầu viên nên hôm nay chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi lúc nãy vì cùng đến với đám người của mê vụ thành nên y phải ứng phó một lúc sau đó thì chỉ nghĩ tới việc trở về phòng nghỉ ngơi lan thúc là con đây tần vũ vừa đến trước cửa đình viện liền lên tiếng tiểu vũ vào đi giọng của khương lan từ trong vọng ra đồng thời cửa đình viện cũng tự động mở ra Tần Vũ thấy vậy liền khoa chân bước vào. Lúc này Khương Lan đang ngồi độc ẩm, nhìn thấy Tần Vũ tiến vào, liền cười nói. Lại đây, uống với ta vài chén. Tần Vũ mỉm cười ngồi xuống, bồi tiếp Khương Lan vài chén. Lan thúc, còn có một việc muốn hỏi người, Tần Vũ buông chén rượu, nhìn sang Khương Lan hỏi. Khương Lan cười nói. Nhìn về mặt của ngươi là ta đã biết có việc rồi, nói đi, chuyện gì vậy? Tần Vũ gật đầu, nói. Lan thúc, vạn dân ấn kia có ẩn chứa thời gian pháp tắc rất thâm ảo, người chỉ mới ở trong tân vũ trụ tu luyện có bốn năm, cho dù thời gian có gia tốc thêm hàng trăm vạn lần thì với bốn trăm vạn năm, dùng bốn trăm vạn năm để hiểu được thời gian pháp tắc thì e rằng cũng chưa đủ. Hôm nay thấy Lan thúc trở ra, chẳng lẽ là đã thành công rồi? Thế nào? Khương Lan nở nụ cười tươi. Tiểu Vũ, theo lời ngươi nói, nếu ta không thể lĩnh hội được thời gian pháp tắc thì tịnh không thể trở ra. Không, không phải, Tần Vũ vội nói tiếp. Lan Thúc, người biết là con phải có ý đó mà. Khương Lan trông thấy bộ dạng ấy của Tần Vũ thì cả cười, nói. Được lắm, chỉ là ta đùa với ngươi một chút thôi, ta rất hiểu ý của ngươi, với thời gian tu luyện như vậy thì quả là rất ngắn để tham luyện thời gian pháp tắc, sự tiến bộ của ta quả là không nhiều. Lan Thúc, con rất muốn biết, việc người của phiêu tuyết thành đến đây có liên quan gì tới người không, có phải người đã đến phiêu tuyết thành làm thuyết khách? khưởng lan nhìn sang tần vũ nhưng không nói gì con đoán rằng sau khi lan thúc trở ra từ tân vũ trụ thì ngay ngày thứ hai đã đến phiêu tuyết thành rồi mới cùng với người của phiêu tuyết thành đến đây vì vậy cho nên con mới không nghĩ được thấu đáo về người tân vũ lại cười nói lan thúc người đã làm một chuyện tốt bất quá con vẫn còn thắc mắc người làm sao có thể thuyết phục được nhạc phụ đó chẳng qua là y bị chân tình đà động và hiểu rõ đạo lý đấy thôi khương lan tùy ý trả lời sau đó liền cạn luôn một chén bị đà động bởi chân tình và hiểu rõ đạo lý chỉ đơn giản thế thôi tần vũ cảm thấy thật là khó tin tính cách của khương phạm làm sao mà tần vũ còn chưa rõ từ sau khi gặp kỳ ngộ rồi trở thành thiên tôn y chẳng hề thương tiếc đến nữ nhi của mình cả thân huynh đệ cũng có thể đoạn tuyệt tình cảm mà không do dự chút nào con người như vậy thì làm sao có thể bị thuyết phục dễ dàng được lan thúc người đừng gạt con Tần Vũ nhìn chăm chăm vào Khương Lan nói. Khương Lan bị chàng nhìn chăm chập một lúc lâu, không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Được rồi, ngươi là một hải tử, ta nói cho ngươi nghe cũng tốt, kỳ thật, cũng không có gì là đại sự cả, chỉ là ta đã đem hậu thổ ấn và vạn dân ấn tặng cho Khương Phạm mà thôi. Vị đại ca này của ta đã mong mỏi hai cái ấn này từ lâu, nay ta đột nhiên đem tặng cho hắn, tất nhiên là hắn rất cảm kích mà nghe theo lời của ta, điều đó cũng dễ hiểu thôi tần vũ sững sờ lan thúc người nói người đã tặng hậu thổ ấn và vạn dân ấn cho khương phạm rồi ư ừ. lúc này tần vũ cũng không còn gọi khương phạm là nhạc phụ nữa tần vũ vốn nghĩ là lan thúc hẳn đã nỗ lực không ít và phải trả ra một cái giá nào đó thì mới có thể thuyết phục được đối phương nhưng chàng lại không ngờ được rằng cái giá phải trả lại là hai món vật một ẩn chứa kỳ ngộ để trở thành thiên tôn và một kia là tàn khuyết thiên tôn linh bảo lan thúc nếu như người có được hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì sẽ có cơ hội để trở thành thiên tôn, có hai vật đó, người sẽ có thể so sánh với la phám kia, vậy tại sao người, người làm sao lại, trong lòng tần vũ có chút không cam lòng. Khương Lan cười nhạt, nói, không có hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì thôi, hai vật đó đối với ta cũng không có tác dụng nhiều, giờ đây ta đối với cái ngôi vị thiên tôn không còn khát vọng như trước nữa, có làm được thiên tôn hay không cũng không sao. Lan thúc, Tần Vũ nhíu mày. Tiểu Vũ, được rồi, vạn dân ấn là vật ngươi đã cho ta, còn ta thì lại tặng nó cho người khác, ngươi sẽ không giận ta chứ, Khương Lan cười hỏi Tần Vũ. Tần Vũ lúc này chỉ biết sở khóc sở cười. Khương Phạm này thật là. Tần Vũ không khỏi có chút oán khí đối với lão, trong lòng tức giận nói. Năm đó, Khương Phạm vì muốn đạt được kỳ ngộ để trở thành thiên tôn, y tịnh không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với Lan Thúc thậm chí trong lúc chiêu thân cũng không để cho ta có được một ưu thế nào lại còn muốn để cho chu Hiền làm con rể trước kia lão thường hay chăm trích ta thậm chí còn hạ thủ ngoan độc đối với ta lúc đầu khi thần vương thánh hoàng rơi vào tân vũ trụ sự sinh tử của lão ta rơi vào tay của ta nhưng rốt cuộc vì lập nhi mà ta đã nhân nhượng để cho ông ta một con đường thoát thân vốn tưởng rằng lão ta sẽ ghi nhớ đoạn ân tình nọ mà sẽ nghĩ đến lời khuyên nhủ của lan thúc Rốt cuộc lão ta cũng bỏ ngoài tai tất cả, chỉ đợi sau khi Lan Thúc tặng cho hậu thổ ấn và vạn dân ấn thì mới chịu đáp ứng, loại người như vậy. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu cảm thấy xem thường Khương Phạm, trước kia, chàng vốn vẫn nhận lão là nhạc phụ, nhưng giờ đây lại không muốn nhận nữa. Khi y thu nhận vạn dân ấn và hậu thổ ấn có biểu lộ gì không, Lan Thúc, y có chối từ hay không, Tần Vũ nhìn sang Lan Thúc hỏi. Lan Thúc không nói năng gì cả, lúc ấy, khương phạm quả thật là không hề từ chối khi nhận lấy vạn dân ấn và hậu thổ ấn được rồi tiểu vũ khương phạm vốn rất muốn trở thành thiên tôn nay có dịp lấy được vạn dân ấn và hậu thổ ấn vào tay tất nhiên là không thể bỏ qua chuyện đó cũng không can hệ gì dù sao ta cũng không muốn làm thiên tôn này nọ cứ nhường cho đại ca thực hiện nguyện vọng của y cũng không sao khương lan điềm đạm nói khương lan quả là người có lòng tốt chuyện như thế cũng không để tâm chút nào trở thành thiên tôn ư Tần Vũ cười. Y có thể trở thành thiên tôn sao, Lan Thúc, dù cho Y có lấy được vạn dân ấn và hậu thổ ấn thì cũng sẽ không trở thành thiên tôn được, đó là số mệnh, Y vốn không có phúc đó. Khương Lan bị lời nói của Tần Vũ làm cho kinh hãi, giọng nói của chàng ẩn chứa đầy sự tự tin. Tiểu Vũ, sao ngươi lại dám chắc như vậy, Khương Lan nghi hoặc hỏi. Tần Vũ mỉm cười, chàng nhớ lại năm đó cùng với nhị ca lâm mông đối thoại, lúc ấy mới vừa ra khỏi trăm ngày. Lâm Mông đã từng nói, những thần vương ở trong thiên tôn sơn lúc bấy giờ sẽ không có ai có thể trở thành thiên tôn được. Lúc đó bắc cực thánh hoàng Khương Phạm cũng đang ở trong thiên tôn sơn. Làn thúc, việc tân thiên tôn sẽ đàn sanh thì người cũng đã biết, Khương Phạm quyết không thể trở thành thiên tôn được, tân vũ lạnh nhạt nói. Chỉ là đến thời khắc này mà Khương Phạm vẫn nuôi hoài báo, buồn thông qua hậu thổ ấn và vạn dân ấn mà tìm hiểu thời gian pháp tắc để khổ tu đây mà. Thời gian trôi qua, đảo mắt nhìn lại thì thâm thoát đã được gần 8 tháng tại từ huyền phủ. Lúc này hầu phí đang tụ tập một nhóm người ở bên ngoài bệnh viện. Hơn một ngàn người của tử huyền phủ đang nhỏ giọng sầm xì với nhau, còn ở bên trong bệnh viện là đám người hầu phí, tần vũ. Hôm nay chính là ngày sinh nở của hai người thê tử của hầu phí là tử hà và hồng vân. Lúc này hầu phí đang khẩn trương đi tới đi lui trước cửa phòng, hai tay nắm chặt vào nhau. Hai mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh hồng quang, toàn thân năng lượng cũng run lên từng chập. Phí phí, ngồi xuống đi, đừng lo lắng quá như vậy, Tần Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Hầu phí nhìn Tần Vũ một cái, rồi nói. Để ngồi được hay sao? Ngay vậy, đám người trong đình viện nhất thời cùng thấy buồn cười, chỉ là lúc này ai nấy đều dáng giữ im lặng nên không ai dám cười ra tiếng. E sẽ làm kinh động đến hai nữ nhân đang trong lúc lâm bồn. Sao? Tần Vũ nhướng mày hỏi. Soạt, Tần Vũ bỗng biến mất ngay giữa đỉnh viện, những người ở xung quanh như Hạc Vũ, Khương Lập, Dịch Phong, Sa Hầu Viên tất cả đều kinh ngạc đứng bất dậy. Tần Vũ lúc này lại đột ngột xuất hiện trên một con đường nhỏ của tử huyền phủ, trước mặt chàng là một trung niên nhân, nhân mặc tử bào đang tiến tới, người này có dáng gầy ốm, lại có vẻ rất cao ngạo. Đôi mắt của người đó lấp loáng ánh hồng quang, đảo nhanh qua Tần Vũ. Tiểu diêu thiên tôn tiền bối đại giá Quang Lâm, vãn bối vui mừng đến nỗi không tự kiềm chế được, chẳng hay lần này tiền bối hạ cô đến thăm, không biết là có chuyện gì chăng? Tần Vũ chắp tay hỏi. Người đang tiến đến chính là Tiêu Diêu Thiên Tôn. Lúc này trong lòng Tần Vũ có cảm giác rằng chuyến đến thăm này của Tiêu Diêu Thiên Tôn là có liên quan đến hầu phí. Trên tầng không của Thượng Giới, tại nơi không gian cao nhất của Thần Giới là nơi hoàn toàn cách ly với những nơi khác của Thần Giới, nơi mà các thần vương khác không thể phát hiện ra được tại cái nơi không gian độc lập lẻ loi này của thần giới tầng không, lại có một đám tưởng vân đủ màu sắc đang trôi lơ lửng, mà bên trong đó lại ẩn ước có một tòa cung điện. Lúc này, có một người đang đứng ở tại bên ngoài cửa cung điện, đôi mắt ưng của y nhìn xuống dưới, hắn chính là người có thụ oán với tần vũ, lôi phạt thiên tôn. Hừ, sư đệ rốt cuộc cũng đã gặp được nhi tử bảo bối của mình. Lôi phạt thiên tôn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp bất quá thời gian cũng không ngắn lắm, 5 năm, rồi lại 5 năm, 5 năm sau khi tân nhiệm thiên tôn lựa chọn người kế tục, lúc đó ta sẽ không còn gì phải cố kỵ mà có thể giết chết Tần Vũ. Tần Vũ, ta cứ để cho ngươi sống thêm 5 năm nữa vậy. Trong mắt của lôi phạt thiên tôn lóe lên ánh hàn quang. Tử huyền phủ trong thời khắc này vô cùng náo nhiệt, hầu phí ở bên ngoài đình viện, từng từng người vây xung quanh, nam nữ lão ấu đều cao hứng cùng nhau đàm luận. Mau tránh đường, thái thượng tam trưởng lão đến, màu tránh. Thấy Tần Vũ mang theo một người trung niên đi đến, hơn ngàn người tụ tập bên ngoài đình viện này đều tự giác mở ra một con đường nhỏ đủ cho ba người đi vừa, Tần Vũ cùng với Tiêu Diêu Thiên Tôn, mỉm cười tiến vào bên trong. Khi Tần Vũ, Tiêu Diêu Thiên Tôn vừa mới vào trong đình viện, bên trong đình viện đó hóc vũ, xa hầu viên, khương lan mấy người nghi hoặc nhìn qua thì khi đó, qua, wow, liên tiếp hai chàng tiếng trẻ con khóc đột nhiên vang lên mọi người ở đây trên mặt đều xuất hiện nét vui mừng. Tần Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Diêu Thiên Tôn đang ở bên cạnh, cho dù luôn trầm ổn. Giờ phút này trong mắt Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng hàm chưa kích động, mục quang hoàn toàn dừng ở hầu phí bên ngoài cửa phòng. trí nhà. Cửa mở ra, hầu phí liền trực tiếp nhảy vào bên trong, Tần Vũ, Hắc Vũ, Khương Lan cùng rất nhiều người ở bên ngoài nhìn nhau cười to. Đúng là hiếm thấy, không tưởng được là hai đứa con của Hầu Phí một trước một sau, cơ hồ đồng thời xuất thế, Hắc Vũ ở bên cạnh than thở, mà lúc này Khương Lan ánh mắt cũng dừng trên người tiêu diêu thiên tôn, sắc mặt hơi đổi, tiểu vũ, không biết vị này là, Khương Lan mặc dù miệng thì hỏi, nhưng xem về mặt thì cũng đã đoán được. Sáu ngàn vạn ước năm, lần đầu tiên thiên tôn Sơn Hàng Lâm, tiêu diêu thần vương cũng tham gia trong đó, cuối cùng trở thành thiên tôn, mà lần đó... Khương Lan cũng nhận biết được tiêu diêu thần vương này, chỉ là so sánh với năm đó, tiêu diêu thiên tôn hiện nay, dung mạo cũng có một chút thay đổi. Quan trọng nhất là khí chất so với năm đó bất đồng. Khương Lan, sáu ngàn vạn ước năm không gặp, người quả nhiên không nhận ra ta, tiêu diêu thiên tôn cười nhẹ nói. Tần Vũ lúc này phi thường tự giác vung tay lên, cửa của đình viện liền đóng trở lại, thân phận của tiêu diêu thiên tôn, tốt nhất là không cho đám hậu bối đệ tử bên ngoài biết được, nếu không thì không biết sẽ huyên náo đến mức nào. Lan Thúc, vị này chính là Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, Tần Vũ ở bên cạnh lên tiếng. Tiêu Diêu Thiên Tôn. Bên cạnh là nhóm người Hạc Vũ, Bạch Linh, Tả Thu Lâm đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, phải biết rằng vị Thiên Tôn này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại là lôi phạt Thiên Tôn, không ít người chỉ là xuyên qua thủy mạc trông thấy mà thôi. Cùng với Thiên Tôn chính diện nói chuyện, cả thần giới cũng chẳng có bao nhiêu người có cái phục khí này. Tiêu Diêu Thiên Tôn đến đây làm gì, trong lúc này, đáy lòng Khương Lan không khỏi giấy lên nghi hoặc, bất quá mặt ngoài Khương Lan vẫn cung kính hành lễ như cũ, không tưởng được lại là Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, tiền bối mời ngồi bên này. Nguyên là đám người đang ngồi đều sớm đã đứng lên, Thiên Tôn đang đứng, ai mặt dày mà ngồi được chứ? Tiêu Diêu Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cười nhẹ phất tay nói, "Khương Lan, bất tất phải khách khí, hôm nay ta đến là vì..." "Ha ha, đại ca, ta được một trai một gái." mau đến đây xem. Hầu phí thanh âm mãnh liệt vang lên khắp đình viện, tất cả mọi người hướng về phía cửa phòng nhìn lại. Chỉ thấy hầu phí mỗi tay ôm một đứa trẻ con vọt đến, cả người hưng phấn, nhãn tình loái lên hồng quang. Một nam một nữ, Hắc Vũ là người đầu tiên vọt đến, lập tức khương lập, Bạch Linh cùng một đám người đến vây xung quanh, mọi người nhìn hai đứa trẻ đều vô cùng cao hứng. Tất cả mọi người trong đình viện đều không khỏi lộ ra một nụ cười vui sướng tiêu diêu thiên tôn lần này đến đây phỏng chừng là bởi vì hai đứa con của hầu phí xuất thế tần vũ trong lòng thầm nghĩ nhìn về phía tiêu diêu thiên tôn bên cạnh lúc này tiêu diêu thiên tôn đang kích động dù là tần vũ ngay cả con của tần vũ tần sương đều nhìn ra được tiêu diêu thiên tôn ánh mắt di chuyển đến trên người hai đứa trẻ mục quang tràn ngập kích động và hưng phấn có thể thấy là tiêu diêu thiên tôn cũng tự kiềm chế bản thân không có đứng lên đại ca hầu phí ngẩng đầu nhìn thấy Tần Vũ không đi qua đó, không khỏi nhíu mày nói, đại ca, người đứng xa như vậy làm gì, tới đây, mau tới đây, nhìn hai tiểu oa nhi này xem, ha ha. Hầu phí ánh mắt chỉ liếc qua người tiêu diêu thiên tôn một chút, mặc dù kinh ngạc người này trước nay chưa có gặp qua, nhưng hầu phí cũng không mấy để ý. Chỉ thấy Hồng Vân, từ hà hai người từ trong phòng đi ra, thân là thiên thần cao thủ, việc sinh hài tử đối với thân thể ảnh hưởng tịnh không lớn, Hồng Vân trực tiếp hô, hầu tử, đưa hạnh nhi cho ta. Hầu hạnh, cái danh tự này nghe không hay lắm, phu nhân của ta, nữ nhi khả ái như vậy lại gọi là cái gì hầu hạnh, hay là nghe ta đi, gọi là hầu điềm điềm nhé, điềm điềm, rất tốt. Hầu phí lập tức nói. Phốc. Nhật thời đám người đều nở nụ cười, tần vũ, hắc vũ hai người cũng chẳng giúp gì được, trước khi đứa nhỏ ra đời đã sớm thảo luận qua, bao nhiêu tên đề cập qua, hầu phí đều không muốn, cuối cùng lại chọn cái tên xú Mỹ hầu điềm điềm không biết ta có thể đặt tên cho đứa trẻ này không tiêu diêu thiên tôn vẫn đang kích động bồi hồi cuối cùng cũng tìm được chút dũng khí nói ra được một câu như vậy hầu phí trong mắt tóe lửa nhìn tiêu diêu thiên tôn liếc nhìn tiêu diêu thiên tôn một cái người là ai hải tử của ta như thế nào lại để ngươi đặt tên tiêu diêu thiên tôn ngẩn ra đám người trong đình viện cả kinh mọi người đều biết vị này là tiêu diêu thiên tôn hầu phí lại nói với tiêu diêu thiên tôn như vậy phí phí, vị này là tiêu diêu thiên tôn tiền bối, không được vô lễ, Khương Lan lập tức quát. Tiêu diêu thiên tôn. Hầu phí đào mắt, trong lòng máy động, lão thiên, đâm vào tổ ong rồi, hầu phí lập tức ngoan ngoãn không người hành lễ, vãn bối ra mắt tiêu diêu thiên tôn, chỉ là đây là hài tử của vãn bối. Danh tự tất nhiên là do vãn bối đặt, cũng không cần tiền bối phí tâm. Nhìn tốt hơn rồi, tần vũ đảo mắt đứng trong mặt một bên. Tần vũ đoán được từ đầu, hầu phí không cha không mẹ là do khương lan phát hiện ra một cô nhi hôm nay tiêu diên thiên tôn này nói không chừng có quan hệ tới xuất thân của hầu phí tiêu diêu thiên tôn môi thì không động nhưng lại dùng thần thức truyền âm nói hầu phí ta là phụ thân của con oanh hầu phí chỉ cảm thấy trong đầu giống như đang nổ mạnh một khoảng trống rỗng qua một chốc mới thanh tĩnh trở lại hoàn toàn bị kinh hãi niềm nhưng phấn có nhi tử nữ nhi lúc này hoàn toàn tan biến có thì là sự chấn kinh. Hầu phí nhìn tiêu diêu thiên tôn, mục quang lăng lệ, tiêu diên thiên tôn cũng nhìn hầu phí mong chờ, ánh mắt vô cùng hiền lành, ông chờ mong hầu phí gọi một tiếng cha. Hà hà, hầu phí đột nhiên bật cười to, đưa hai đứa con trong tay phân biệt cho tử hà, hồng vân, sau đó mới chỉ vào tiêu diêu thiên tôn, bộ dạng khóc cười không được nói. Tiêu diêu thiên tôn tiến bối, người nói ngươi là cha ta, hà hà, đừng có nói đùa chứ, ta hầu phí không cha không mẹ, mặc dù trong lòng cũng có lúc nhớ đến cha mẹ, nhưng cũng không nghĩ. Tùy tiện một người đến nói với ta hắn là cha ta, ta liền nhận hắn làm cha. Cả đình viện đột nhiên yên tĩnh. Cha. Cơ hồ tất cả mọi người bị những lời này của hầu phí làm cho kinh hãi, vừa rồi phỏng trừng cũng là do tiêu diêu thiên tôn lo lắng ảnh hưởng, dùng thần thức truyền âm. Bây giờ hầu phí lại nói ra miệng, thật sự là mọi người kinh hãi. Tiêu Diêu Thiên Tôn này là cha của Hầu Phí, Tần Vũ trong lòng thật ra không có kinh ngạc nhiều lắm. Hầu Tử, người không thể nói năng lung tung ở đây, chuyện đùa này không thể chấp nhận được, Hắc Vũ ở bên cạnh lập tức đề tỉnh. Hầu Phí khóe miệng nhếch lên, ta nhãn nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn, tạp mau điểu, không phải là ta nói đùa, mà theo ta vị Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối này mới đang nói đùa. Lúc này Hầu Phí mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại rất quỷ dị. Tiểu Diêu Thiên Tôn khẽ cau mày, nói, "Khẩu phí, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau hay không?" Tiểu Diêu Thiên Tôn tịnh không muốn việc gia đình của mình bị một đám người xung quanh biết được, dù sao ông cũng là Thiên Tôn, địa vị tôn sùng cũng rất coi trọng mặt mũi. Một mình nói chuyện, không thân không quen, nói cái gì chứ? Muốn nói, nói ở đây luôn đi, mọi người ở đây đều là thân bằng hảo hữu của ta, hảo huỳnh đệ, muốn nói thì nói đi, không nói thì thôi đi ta còn muốn chơi với hai đứa con của ta, hầu phí ngư khí không chút khách khí. Tần Vũ có thể cảm nhận được, tâm cảnh hầu phí lúc này dao động rất mạnh. Lúc này hầu phí so với lúc bình thường hoàn toàn bất đồng, hầu phí lúc bình thường, nếu như nhìn thấy tiêu diêu thiên tôn, lại dám nói như vậy sao? Mọi người trước tiên đi ra ngoài đi, không nên ở đây quấy dày, Tần Vũ lập tức quay về phía mọi người xung quanh nói. Khương Lan, dịch phong bọn họ cũng cảm thấy, tiêu diêu thiên tôn, hầu phí hai người không khí có chút đặc biệt, mọi người cũng đều rất biết ý chào hỏi tiêu diêu thiên tôn. Rồi từng người rời khỏi đình viện, cuối cùng ngay cả tử hà, Hồng Vân cũng mang hai đứa trẻ con rời đi. Phí phí, cùng tiêu diêu thiên tôn tiền bối thẳng thắn nói chuyện nhé, làm rõ sự tình đi, tần vũ nhắc nhở hầu phí một tiếng. Biết rồi, đại ca, hầu phí gật đầu lại với tần vũ. Tần vũ hành lễ với tiêu diêu thiên tôn một chút rồi sau đó mới rời khỏi đình viện này. Sau khi Tần Vũ rời đi, cả đình viện chỉ còn lại có Hầu Phí và Tiêu Diêu Thiên Tôn hai người. Cách đình viện không xa có một cái ghế đá, Tần Vũ ngồi xuống. Đại ca, Hầu Tử cùng Tiêu Diêu Thiên Tôn có quan hệ, Hạc Vũ cũng tới ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh, lập tức dò hỏi Tần Vũ. Đừng có gấp, đợi chút nữa là biết ngay, bây giờ có đoán cũng vô dụng, Tần Vũ cho mày, đồng thời không gian chi lực của tân vũ chu của tần vũ hoàn toàn tàn ra bao trùm cả đình viện thần vương khác không dám dùng thần thức điều tra sợ bị tiêu diêu thiên tôn phát hiện chỉ là tần vũ lại không sợ tần vũ chủ không gian chi lực quan sát hết thảy bên trong đình viện rất rõ ràng tần vũ quan sát tất cả trong lòng thầm nghĩ tiêu diêu thiên tôn người nói chuyện thì nói chuyện nhưng đừng động thủ bất quản là như thế nào tần vũ đều sẽ không chịu đựng được huynh đệ của mình bị khí dễ bên trong bệnh viện. Hầu phí, tiêu diêu thiên tôn hai người đều đứng thẳng, kỳ thật nếu chỉ nhìn diện mạo, hầu phí và tiêu diêu thiên tôn tương đối giống nhau, chỉ là hầu phí trên người có một cỗ bạo ngược trí khí, tiêu diêu thiên tôn thì lại vô cùng đạm bạc. Có gì thì nói mau đi, hầu phí trực tiếp nói. Tiêu diêu thiên tôn không chút tức giận, nói, hầu phí, ta là phụ thân của ngươi, điểm này không chút nghi ngờ nào, từ khi ngươi sinh ra đến giờ, đã nhiều năm như vậy. Người phát sinh chuyện gì phần lớn ta đều biết được, ta cũng có thể dùng hình ảnh chiếu lại sự tình đó cho người xem. Hầu phí, ta nếu như không phải thường xuyên quan sát ngươi, làm thế nào biết được ngươi đã từng phát sinh những sự tình gì? Thiên tôn cũng không có cái năng lực tính toán được quá khứ, tương lai. Tiểu Diêu Thiên tôn cười nói, nếu không phải ngươi với ta có quan hệ, ta thân là Thiên tôn, tại sao lại thường xuyên chú ý đến ngươi? Hầu phí ngẩn ra, hắn không thể không thừa nhận tiêu diêu thiên tôn nói rất có đạo lý đoạn sự việc hồi còn ấu niên cũng chỉ có khương lan khương lập rõ ràng nhất về sau cùng tần vũ tung hoành thiên hạ hắn đã làm những chuyện gì cũng chỉ có tần vũ hắc vũ biết rõ ràng tiêu diêu thiên tôn muốn tra ra những sự tình trong quá khứ trừ khi phải tiến hành sưu hồn tần vũ khương lan mấy người chuyện trong quá khứ ai biết thiên tôn có những thần thông gì ta lại không phải là thiên tôn bằng vào điểm này căn bản không thể nói ngươi là phụ thân của ta Cùng chi, ngươi có phải là phụ thân của ta hay không, cũng không có một điểm nào quan hệ tới ta. Hầu phí trên mặt mang theo nụ cười ta dị, Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, ta từ nhỏ cho tới giờ, kinh lịch cũng rất nhiều, cùng đại ca với tạp mao điểu, tại phàm nhân giới hải vực chém giết, trong tiên phủ chém giết, từng trường từng trường chém giết, từ phàm nhân giới lên tới thần giới, ta từng bước từng bước đi tới, ta cả đời này, trong ký ức căn bản không có từ phụ thân này, có hay không có cha? đối với ta không có ý nghĩa gì cả, ta chính là từ tảng đá sinh ra. Nghe từng câu từng câu hầu phí nói, tiêu diêu thiên tôn sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Tốt, tiêu diêu thiên tôn tiến bối, ngươi là thiên tôn, thiên tôn cao cao tại thượng, ngươi không cần ở đây trêu đùa ta, nói thật đi, ngươi đột nhiên tới đây nói ngươi là cha ta. Ta thật sự có điểm không thoải mái, bởi vì ta không thích có người quản ta, ta thích được tự do tự tại, không có cha quản, không nuôi dưỡng, những ngày như vậy đều rất tốt hầu phí quay về phía tiêu diêu thiên tôn cười hi hi rồi hướng về phía cửa đình viện đi tới hầu phí tiêu diêu thiên tôn quát lên tốt ta nói vậy ngươi vẫn chưa minh bạch sao ta nói lại một lần nữa không quản ngươi có phải là cha ta hay không không liên quan gì đến ta cả nói xong hầu phí trực tiếp mở cửa đình viện đi ra bên ngoài a à, nhì tử khỏe nữ cho cha ôm một cái giọng nói ầm ý của hầu phí lại vang lên